Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phố Thủ Dầu Một đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức thiết thực hiệu quả, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử. Là phường có 3 khu công nghiệp với hàng trăm công ty, doanh nghiệp trú đóng, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một đã thành lập đoàn vận động trực tiếp đến các công ty, doanh nghiệp để vận động không thực hiện tăng ca, làm việc trong ngày bầu cử ngày 23 tháng 5 để người lao động thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân. Hầu hết các doanh nghiệp, công ty đều rất quan tâm đến ngày bầu cử và cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tất cả người lao động đều được đi bỏ phiếu. Được biết, ban điều hành các khu phố cũng đến nhà từng hộ dân để phát tờ rơi tuyên truyền cho ngày bầu cử, vận động người dân đi bầu đủ, bầu sớm, đúng thời gian quy định. Ban ngành đoàn thể thì trực tiếp phát tờ rơi, sách báo, tài liệu tuyên truyền tới tiểu thương các chợ, đối tượng công nhân tạm trú trên địa bàn. Lồng ghép vào các cuộc họp dân để tổ chức tuyên truyền về công tác bầu cử đối với các khu phố. Thì bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường còn đến tiếp cận các khu vực nhà trọ để tuyên truyền trong những người ở trọ trên địa bàn phường về cái công tác bầu cử. Chúng tôi đã triển khai tuyên truyền đến trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và đến từng hội viên, nhất là phát tờ rơi đến từng hội viên để trong công tác bầu cử cho các hội viên nghiên cứu kỹ cái tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Và chúng tôi quán triệt đến các tổ bầu cử, có đồng chí nào tham gia các chi hội, tham gia bầu cử thì các đồng chí phải làm tốt trách nhiệm của mình.